mang thả cái ngao. Đây là cách tạo ra cái âm thanh khiến cho những con cá nó sợ, nó chạy vào trong lưới. Dương đông kích tay. Đây, cái lưới là giăng ở phía trong này nè anh chị. Đi một cái vòng tròn như vậy, thả dây ngao bao lại, rồi cá sợ sẽ chạy vào trong cái lưới đó. Thường thì những con cá con nó còn nhỏ, nó chưa biết sự đời, nó nghe âm thanh vậy là nó bỏ trốn. Giống như Ti Ti nè, chưa hiểu sự đời là bị người ta bắt liền, làm thịt liền. Ti Ti đâu rồi? Ngủ một giấc rồi dậy chưa? Ti Ti ở trong đây nha. Ti Ti đang ở trong áo rồi. Nằm yên nha, ở yên trong này đi con. Thánh Y cũng vậy nữa. Em đi giải cứu mà em cũng giống như đi bắt vậy á. Đó, đi theo. Đó, nằm yên này xuống dần lưỡi. Đợi bao lâu thì xong em? 15-20 phút đúng không?